xin kính chào quý khán giả của VietTV Canada. Rất hân hạnh được tái ngộ với quý vị trong chương trình Những Câu Chuyện Kể. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ một người khách rất là đặc biệt của chúng tôi, đó là nữ ca sĩ Anh Chi, cô đến từ Pháp. Anh Chi không những là một ca sĩ vừa đẹp vừa hát hay, mà cô lại có một tấm lòng rất nặng lòng với quê hương và đất nước qua những sinh hoạt về văn nghệ cũng như là những sinh hoạt về đấu tranh của cô. Và nhân dịp viếng thăm Canada, anh Chi đã đặc biệt dành cho chương trình một buổi nói chuyện ngày hôm nay, và chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Chị Khánh Lan chào anh Chi và xin mời anh Chi gửi lời chào đến với quý khán giả của VietTV Canada. Anh Chi xin chào chị Khánh Lan và cũng xin kính chào quý vị khán giả của VietTV Canada. Rất hân hạnh được tái ngộ với anh Chi kể từ hồi tháng 12 năm rồi, khi mà hai chị em mình được dịp gặp nhau ở bên cái chương trình trao giải nhân tại Boston. Yeah. Thì sẵn dịp đây thì cái buổi nói chuyện với hai chị em mình là cũng là để cho quý khán giả của VietTV biết anh Chi nhiều hơn. Thì chị được biết là anh Chi tốt nghiệp nhạc viện ở Việt Nam. Sở trường chánh của anh Chi là gì? Dạ thưa chị và xin thưa với quý vị, anh Chi tốt nghiệp thanh nhạc ở Nhạc viện Sài Gòn. Thể loại anh Chi lựa chọn trên cái con đường sinh hoạt ca hát của mình là dòng nhạc nhẹ, những ca khúc tiền chiến trước năm 1975. Và sau này thì anh Chi theo đuổi dòng nhạc Pháp, thưa chị. Từ lúc mà anh Chi chọn cái con đường hát nhạc Pháp thì anh Chi tương đối có một cái chỗ đứng. Bởi vì dòng nhạc Pháp tại Sài Gòn, cái nhu cầu thưởng thức thì nhiều, nhưng mà ca sĩ hát thì không nhiều. Nhờ vậy thì anh Chi có cái cơ hội tiếp tục với nghề. Và khi lưu diễn thì những cái thể loại nhạc nào mà anh Chi thường được ban tổ chức yêu cầu em trình bày hay là khán giả yêu cầu em nhiều nhất? Thưa chị và thưa quý vị, trước đây đó ở Sài Gòn đó thì anh Chi ca hát ở những cái phòng trà hoặc là vũ trường, nightclub. Ở nơi đó đó thì mình thể hiện cái dòng nhạc mà mình đã lựa chọn là em chọn cái dòng nhạc Pháp. Tuy nhiên sau này khi mà ra ngoài hải ngoại rồi đó thì nó tùy thuộc vào cái ý nghĩa của cái buổi tổ chức của cộng đồng mà anh Chi sẽ lựa chọn cho mình cái thể loại nhạc thích hợp. Thì kể từ năm 2010 anh Chi dành nhiều thời gian và ưu ái cho cái dòng nhạc đấu tranh và lựa chọn đó là cái con đường chính của mình. Và sinh hoạt văn nghệ ở bên Pháp cũng như là bên Âu Châu thì cái cộng đồng của mình cũng lớn, nhưng mà họ ở rải rác nhiều nơi, thì cái sinh hoạt văn nghệ ở bển như thế nào anh Chi, của cá nhân anh Chi? Thưa chị đó, dĩ nhiên cái sinh hoạt văn nghệ tại Pháp nói riêng và tại châu Âu nói chung thì không thể so sánh với Mỹ hay là Canada. Tuy nhiên chị cũng biết người Việt mình đi đến đâu thì cũng cố gắng quy tụ nhau và gìn giữ những cái nét đẹp văn hóa truyền thống. Anh Chi cũng thường xuyên sinh hoạt về văn nghệ đối với cộng đồng, những cái ngày giỗ quốc tổ Hùng Vương hay là Tết cổ truyền, hoặc là những cái ngày tưởng niệm 30 tháng 4 chẳng hạn. Và anh Chi có nghĩ đến là sẽ sang Mỹ để mà phát triển cái sự sinh hoạt về văn nghệ của mình hay là không? Tại vì giống như anh Chi vừa nói thì ở bên Mỹ thì có vẻ là cái sinh hoạt nó có vẻ là nó phong phú và nó có vẻ là nó đa dạng hơn. Dạ vâng, thưa chị và thưa quý vị đó, cái cộng đồng người Việt của mình ở Mỹ thì đông hơn nhiều lắm so với ở châu Âu, và họ tập trung chứ không có rải rác. Tuy nhiên bởi vì cái cuộc sống của anh Chi thì nó đã ổn định tại bên Pháp, nhưng mà cũng xin thưa với quý vị, mặc dù là ở Pháp nhưng mà chị cũng thấy hầu như tất cả những cái sinh hoạt văn nghệ mà em phải đi lưu diễn đây đó thì tự trung là ở Mỹ. Tính tới thời điểm này thì em chưa có ý định dời sang đây. Tuy nhiên em cân nhắc những cái lời mời và em ưu ái dành cái thời gian của mình cho các cái cuộc gây quỹ quốc nội, hoặc là bất kể những cái chương trình mà ủng hộ cái phong trào đấu tranh trong nước thưa chị. Và chị Khánh Lan được biết anh Chi có một cái lượng fan rất là lớn, và bản thân chị cũng là một big fan của anh Chi. Không những là về giọng hát của anh Chi mà về một cái chương trình mà anh Chi đã bắt đầu thực hiện với chủ đề là khôi phục tâm thức Việt. Thì anh Chi có thể chia sẻ là vì sao mà anh Chi có ý định lại bắt đầu làm những cái bài nói chuyện như vậy? Xin thưa với chị và thưa với quý vị khán giả, bắt đầu từ đầu năm 2017 đó thì Facebook họ ra đời cái tính năng livestream. Thì anh Chi đối với những cái gì mới mẻ thì anh Chi dành cái thời gian để tìm hiểu, thì thấy mọi người sử dụng cái livestream ngày càng nhiều. Thì có những người họ đơn thuần chỉ là chia sẻ những cái giây phút giải trí
thư thả bên gia đình, bạn bè. Và cũng có những người họ tận dụng cái tính năng đó để họ truyền tải nhiều cái thông điệp, hay là họ phát tán nhiều cái thông tin. Thì em Chi thấy đó là một cái tính năng rất là hay. Hiện tại đó, đối với người Việt chúng ta ở hải ngoại thì cái việc thu thập thông tin nó không có gì là khó khăn cả. Thậm chí nó nhiều đến mức mà chúng ta cũng phải sàng lọc lại. Tuy nhiên đối với cái người dân ở trong nước đó thì gần 800 tờ báo lề đảng, những cái thông tin mà họ có nó không thực sự là chính xác. Đó là lý do mà những thông tin một chiều thôi. Dạ, đó là cái lý do mà anh Chi muốn sử dụng cái Facebook cá nhân của mình như là một cái anh Chi xin phép dùng cái chữ là trong ngoặc kép cơ quan ngôn luận của mình, để mà nói lên cái suy nghĩ, cái chính kiến, và đồng thời là để cố gắng chuyển tải đi thật nhiều cái thông tin đến với bà con trong nước. Và với cái tựa đề là khôi phục tâm thức Việt thì chị nghĩ là anh Chi muốn nhắm đến các bạn trẻ ở Việt Nam khi mà họ lớn lên và họ chỉ được nghe những cái thông tin một chiều, hay là họ chỉ bị nhồi sọ với những cái gì mà nhà nước cộng sản ở bển dạy cho họ, thì có đúng như vậy hay là không anh Chi? Dạ vâng, thưa chị, chính bản thân anh Chi cũng là một cái người trẻ sinh sau 75 và cũng được hưởng cái nền giáo dục thui chột đó, tức là tất cả những cái vấn đề về lịch sử. Chúng ta khoan nói về vấn đề xã hội, bởi vì xã hội thì hầu như họ không có dạy trong nhà trường. Thì tất cả những cái vấn đề mà liên quan tới lịch sử của cha ông mình cho đến cái lịch sử cận đại thì hầu như những cái lớp trẻ như anh Chi là không được học, chỉ được học lịch sử đảng thôi. Còn 4.000 năm văn hiến của chúng ta gói gọn chỉ trong có tích tắc thôi. Thì rõ ràng rằng là anh Chi nhận thấy cái kiến thức về lịch sử của mình gần như là con số 0. Chưa kể đến cái lớp trẻ sau này, qua những cái tìm hiểu thì anh Chi nhận thấy rằng là gần như cái lịch sử của cha ông mình từ cái thời dựng nước cho đến cuối thời nhà Nguyễn đó, họ gói gọn chỉ trong vòng có cái lịch sử của lớp 4, mà lớp 4 tức là chúng ta mới có 9 tuổi thôi. Thì chị tưởng tượng rằng là 9 tuổi mà chị học cái kinh lịch sử nước nhà chỉ trong vòng có vài tháng như vậy, bắt đầu từ 10 tuổi lớp 5 là họ học lịch sử đảng. Các em được học lịch sử đảng cho tới lớn. Thì như vậy, nếu như cái lịch sử của cha ông mình mà mình không có hiểu biết thì làm sao mình biết trân quý? Tức là mình không hiểu cái tài sản của mình có những cái gì thì làm sao mình trân quý? Chính vì vậy mà cái tinh thần dân tộc của mình ngày càng mai một. Đó là lý do mà thực ra cái tâm thức, nó tâm thức là từ cái trái tim, và nó dẫn đến cái những cái ý thức, những cái nhận thức. Anh Chi muốn đi tìm lại những cái giá trị lịch sử mà chính bản thân anh Chi đã không có được học trước đây. Và trên cái bước đường mình đi học trở lại thì mình chia sẻ với các bạn đồng trang lứa hoặc là các em nhỏ hơn, với cái hy vọng rằng là chúng ta khôi phục lại được cái niềm tự hào dân tộc, cái tinh thần dân tộc trước cái hiểm họa ngoại xâm Tàu Cộng. Và để mà thực hiện những chương trình như vậy đó thì anh Chi phải mất rất là nhiều thời giờ và công sức. Thì mỗi khi mà chúng ta làm một việc gì đó thì mình cũng mong muốn là nó có một cái kết quả gì đó, hay là anh Chi đặt một cái kỳ vọng vào cái việc mình làm. Thì theo anh Chi á, anh Chi có nhận thấy là em đã đạt được những cái kết quả như em mong muốn, hay là cái hiệu ứng đó như thế nào hay không? Thưa chị và xin thưa với quý vị, nếu mà nói rằng để đạt một cái kết quả như mình mong muốn thì sự thật là chưa được. Bởi vì cái kết quả mà anh Chi mong muốn là toàn dân phải vượt qua cái nỗi sợ hãi, phải đứng lên chống độc tài bằng những cái phản kháng chính trị hoặc là bất tuân nhân sự. Tuy nhiên đó là cái mong ước, nhưng mà mình chưa đạt được, bởi vì cái số lượng người tiếp cận, hay nói đúng hơn là cái tiếng nói của anh Chi tiếp cận đến cái số lượng khán giả, nó chưa có được nhiều. Tuy nhiên, nếu như mình phát ra một cái tín hiệu mà mình không nhận được cái hồi âm thì lâu dần mình cũng rơi vào cái nỗi vô vọng. Nhưng mà rất may mắn rằng là chương trình Khôi phục Tâm thức Việt của anh Chi đón nhận được những cái tín hiệu khả quan. Thưa chị, những cái ví dụ rất cụ thể đó là hàng ngày đó em đều check inbox, hộp thư, thì có khá nhiều bạn trẻ ở trong nước và ở cái vùng Đông Nam Á, thậm chí có những bạn du học sinh ở bên Trung Quốc họ liên lạc với mình. Thì anh Chi nghĩ rằng đó là những cái bước đầu để mà mình tạo cái cơ hội mình đến gần với các bạn trẻ trong nước hơn, và mình dần dần mình trò chuyện, mình chia sẻ và mình động viên lẫn nhau, để mà cái quan trọng
Mà đối với anh Chi nghĩ rằng là quan trọng nhất đó là mình phải vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Tuy nhiên mình không thể đến mà nói rằng là đừng sợ nữa, đừng sợ nữa. Không thể nào, nhiều khi họ còn có cái gì hút mắt hay là cái gì là nhiều khi họ còn sợ thêm, họ còn linh cảm thấy có một cái điều gì chẳng lành, giống như mình xúi dại họ gì vậy. Thành ra anh Chi nghĩ rằng là trước tiên hết cần phải trò chuyện với người ở trong nước, nhất là những cái bạn trẻ giống như anh Chi bị bưng bít, bị nhồi sọ, bị xuyên tạc đó. Mình phải trò chuyện để cho các em nhận biết được sự thật. Từ cái lúc mà nhận biết được sự thật rồi đó thì các em sẽ quyết định cái điều mình muốn. Các em muốn sống trong giả dối hay các em muốn sống với sự thật, và các em muốn cái điều gì sau đó, thì đó là những cái bước mà anh Chi chuẩn bị. Thưa chị, tuy rằng là nó chưa đạt được đối với cái mong ước của anh Chi thì giản dị lắm, là cái Đảng Cộng sản phải sụp đổ và phải trao trả lại cái quyền tự do ứng cử bầu cử cho người dân. Đó là một cái mong ước giản dị thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có thời gian, và chính những cái người dân ở trong nước, chính những cái bạn trẻ sẽ là những cái người trực tiếp thay đổi cái điều đó. Và anh Chi nhận xét như thế nào về sự dấn thân của giới trẻ Việt Nam trong tình hình đất nước hiện nay? Tại vì mình thấy là có đó em, nó nhiều hơn hồi xưa, nhưng mà anh Chi nhận xét như thế nào? Nếu như cách đây 10 năm mà chúng ta nói về tình hình Biển Đông hay là tình hình các vùng biên giới phía Bắc thì hầu như chẳng ai biết gì, và hầu như cũng chẳng ai tin những cái điều mình nói là thật. Nhưng mà với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin thì chị thấy càng ngày những cái người mà bị bắt vào trong tù đó, thí dụ như chúng ta thấy có 16 bạn thanh niên công giáo, hay gần đây nhất có những bạn bị bắt lại lần 2, lần 3, Nguyễn Văn Oai chẳng hạn, thì rõ ràng mình thấy cái giới trẻ ngày nay đó, một bộ phận giới trẻ ngày nay họ không còn biết sợ nữa. Bởi vì họ nghĩ rằng họ không chống, họ cũng chết. Thì chi bằng rằng là họ đứng lên và họ một lần đối mặt với cái nỗi sợ đó, với những cái hy vọng trong cái tương lai. Thì sự thật mà nói, cái Facebook bây giờ đó, nó là một cái mạng xã hội rất hiệu quả, chị thấy. Thì hầu như những cái tin tức mình xem ở trên đó đa phần là những cái bạn trẻ. Thì đó là một cái dấu hiệu đáng mừng để mà nó cho phép chúng ta hoàn toàn có hy vọng và có cái sự tin tưởng vào giới trẻ của Việt Nam. Và khi mà có dịp trò chuyện với những người bạn đó thì họ cứ cho rằng những cái việc làm như mình làm như vậy, thí dụ như là cái phong trào giới trẻ tranh đấu cho nhân quyền, thì họ nói là thấy có vẻ mông lung, có vẻ mơ hồ quá. Nhưng mà theo cá nhân của chị nhận thấy, thì không biết là anh Chi có bổ sung được cái ý nào hay là không, là chị nhận thấy là những gì mình có ngày hôm nay có nghĩa là cha ông mình đã lót đường cho mình đi, thì ngày hôm nay mình vẫn phải lót đường để mình không biết được là cái chuyện gì trong tương lai mình đâu biết, cứ việc làm đi. Anh Chi nhận xét như thế nào? Thưa chị, em hoàn toàn đồng ý với chị cái điểm đó, bởi vì em nghĩ rằng là ở mỗi cái thế hệ đó, nó có một cái trách nhiệm của cái thế hệ đó, và đến cái thời cuộc mình cần thiết mình phải trao lại cho cái thế hệ kế thừa. Dĩ nhiên là chúng ta không thể mong mỏi cái thế hệ kế thừa phải hoàn toàn giống như chúng ta, thậm chí anh Chi nghĩ rằng có thể họ còn có thể làm hơn nếu mà họ được hướng dẫn, nếu mà họ được cái sự nâng đỡ, ủng hộ về tinh thần. Thì anh Chi nghĩ rằng tất cả những cái gì mà ngày giờ này thế hệ của chị hay là kế đến là thế hệ của anh Chi, chúng ta có ông bà, cha mẹ chúng ta rồi. Vậy thì cái lớp đàn em của chúng ta như thế nào? Có thể một mình họ thì họ cũng sẽ làm theo cái cung cách của họ, nhưng mà ở đâu đó họ cần phải được nâng đỡ, họ cần phải được ủng hộ và họ cần phải được chỉ ra. Nhưng mà sự thật ra cái lớp trẻ, chị biết không, đôi khi mình chỉ cho họ cái con đường này chưa chắc họ sẽ đi, và họ sẽ đi cái con đường của họ dựa trên những cái nền tảng mà những cái thế hệ đi trước để lại. Thì theo cái quan điểm riêng của anh Chi đó, thì anh Chi nghĩ rằng là thế hệ nào sẽ có cái trách nhiệm đối với cái thế hệ đó. Và cái trách nhiệm của anh Chi đó, cá nhân em đi, thì anh Chi nghĩ rằng là mình phải có trách nhiệm ủng hộ và nâng đỡ cái lớp trẻ hơn, cái thế hệ đàn em của mình, để cho họ tiếp tục cái con đường này. Và luôn luôn anh Chi nghĩ rằng chính cái tuổi trẻ sẽ là cái tương lai, sẽ là cái trụ cột. Và khi nãy mình nhắc về tuổi trẻ tại hải ngoại đó, thì anh Chi nhận xét như thế nào về những cái phong trào đấu tranh hiện nay của tuổi trẻ ở hải ngoại, và
Anh Chi có cái hy vọng gì cho những phong trào này? Thưa chị, khi mình nói tới cái tuổi trẻ ở hải ngoại đó, thì anh Chi lúc nào cũng cố gắng liên kết tuổi trẻ hải ngoại và tuổi trẻ quốc nội. Thì rõ ràng rằng là các bạn trẻ ở trong nước đã chịu nhiều cái sự thiệt thòi. Bởi vì chúng ta ở ngoài này được hưởng một cái môi trường sống, được hưởng một cái nền giáo dục nhân bản, tự do và khai phóng. Nhưng mà đối với các bạn trẻ ở trong nước đó, thì họ không có cái may mắn để được hưởng cái nền giáo dục như vậy. Thành ra khi mình nhìn đến cái tuổi trẻ hải ngoại, mình thấy rằng là các bạn ở cái tuổi này, các bạn đạt được những cái ước mơ mà một đời tuổi trẻ người ta khao khát. Tuy nhiên, khi các bạn đó nhìn về quê hương đó, nếu mà nói về cái vấn đề nguồn cội đó, thì anh Chi không dám, ha? Bởi vì mình không thể nói thay cho họ. Tuy nhiên anh chỉ nghĩ rằng là những cái người trẻ tại hải ngoại họ được hưởng một cái nền giáo dục nhân bản, cho nên nó đề cao cái quyền con người. Thành ra các bạn có cái lòng trắc ẩn, các bạn có được lớn lên trong cái lòng nhân ái đó. Thành ra ngay giờ này cái tuổi trẻ hải ngoại mà có đứng lên, có làm ra những cái phong trào để mà đấu tranh, thì trước tiên hết đó là vì cái tính nhân văn ở trong mỗi con người của các bạn. Và anh Chi nghĩ rằng đó là những cái điều hay đó, những cái phong trào của giới trẻ ở ngoài hải ngoại rất hay, bởi vì các bạn đã cho cái tuổi trẻ ở trong nước thấy rằng là họ có cái người đồng hành cùng trang lứa và mình không quên họ. Dạ đúng vậy. Khi mà chị nói chuyện với bạn bè là chị nói chị sẽ gặp anh Chi để nói chuyện ngày hôm nay trên TV đó, thì có người hỏi chị là thấy những cái chương trình mà gây quỹ mà hát cho người yêu nước thì của bên Đảng Việt Tân tổ chức, thì họ có hỏi chị là anh Chi có phải là thành viên của Đảng Việt Tân hay là thân hữu của Việt Tân hay là không, thì anh Chi trả lời giùm chị câu này nhé. Thưa chị Khánh Lan và xin thưa với quý vị là anh Chi không phải là thành viên Đảng Việt Tân đâu, tức là anh Chi không phải là đảng viên Đảng Việt Tân ha. Còn về thân hữu đó thì anh Chi là thân hữu không chỉ của một Đảng Việt Tân đâu, mà anh Chi là thân hữu của nhiều tổ chức hội đoàn khác. Hễ mà một cái tổ chức hội đoàn nào mà họ đi trên cái con đường tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam thì anh Chi đều là thân hữu của họ. Anh Chi cũng nhiều lần thưa với khán giả của mình trên Facebook hoặc là trong những cái buổi mà anh Chi được phỏng vấn, thì anh Chi luôn nhấn mạnh một điều rằng là anh Chi không thuộc về một đảng phái tổ chức nào, mà anh Chi có thể thuộc về nhiều đảng phái và tổ chức nếu như chúng ta có cùng một cái lý tưởng, chúng ta có cùng một cái mục đích, đó là tranh đấu vì một Việt Nam không cộng sản, tự do, dân chủ và nhân quyền. Cảm ơn anh Chi rất là nhiều đã dành cho chương trình một buổi nói chuyện rất là thân tình ngày hôm nay. Và hy vọng là chị em mình sẽ còn có nhiều dịp được gặp nhau. Và chúc cho anh Chi nhiều sức khỏe để vững tiến trên con đường mà em đang đi. Anh Chi xin cảm ơn chị Khánh Lan và Việt TV Canada đã cho anh Chi cái cơ hội đến đây được trò chuyện cùng chị và cùng quý vị khán giả của Việt TV Canada. Anh Chi xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và chung một niềm tin, anh Chi mong rằng ngày trở về quê mẹ Việt Nam của chúng ta không còn xa. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp.